tàu sĩ cần thơ. Đúng rồi, tàu thủy chở hàng. Con nói con gì với Bin? Con gì? Con tầm. Giỏi, con tầm, đúng rồi. Con gì vậy Bin? Con cá cuốn. Giỏi, đúng rồi, con cà cuốn. Rồi đưa cho mẹ đi. Rồi tiếp đi. Cái đó cái gì? Nồi cơm điện. Đúng rồi, nồi cơm điện. Bin mẹ giỏi quá. Áo đen. Đúng rồi, áo len. Máy bay. À, máy bay. Giỏi. Cano. Đúng rồi, cano. Bin hay quá, bin này. Đúng rồi, xe đạp điện. À, xe buýt hả? Đúng rồi, giỏi quá. Rồi đưa cho mẹ đi. Tàu thủy hả? Hay quá. Tàu sĩ hàng. Ừ, đúng rồi. Tàu thủy hay quá. Con cắt nước. Con gì? Con mở nồi ăn. Con phải nặng chết đời. Con của nồi xong. Con kiến. Con kiến hả? Đúng rồi, con kiến. Con Đúng rồi, con cừu. Nhìn hay quá. cừu. Xe gì? Xe cứu thương. Giỏi, đúng rồi, xe cứu thương. Con cua. Con cua hả? Con Đúng rồi, cua. đúng rồi, con cua. Đây mày lấy ra cho. Con mồi. Đúng rồi, con mối. Giỏi quá. À, con gián. Giỏi quá ta. Con này con gì? Con chuột túi. Giỏi. Con này con gì? Con cá phi. Vừa đúng rồi.